Với mục tiêu tất cả vì nạn nhân da cam, trong những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố đã tích cực phát huy vai trò cầu nối, gắn kết những tấm lòng mạnh thương quân cả trong và ngoài nước, chung tay chia sẻ nỗi đau với nạn nhân da cam, huy động nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo cho những cảnh đời kém may mắn này, không chỉ góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Đây là một buổi làm việc giữa Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Đà Nẵng với bà Phila Mendes Zimen, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam. Thông qua buổi trao đổi, đại sứ Tây Ban Nha có cái nhìn toàn diện hơn, cụ thể hơn về đời sống của các nạn nhân da cam trên địa bàn thành phố, đồng thời hiểu được những khó khăn trong công tác chăm sóc, phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam. Với vai trò cầu nối, đại sứ Tây Ban Nha đã cam kết huy động nguồn lực để hỗ trợ cho nạn nhân da cam thành phố trong thời gian tới. Hội nạn nhân da cam thông qua cái đội ngũ tình nguyện viên sẵn có của mình ở người nước ngoài. Hiện nay là hội có 65 là tình nguyện viên người nước ngoài tham gia hoạt động cùng với hội. Với những cái công việc thiết thực của mình cũng như là những cái hoạt động rất là hiệu quả của các trung tâm. Cho nên là các cái tình nguyện viên người ta cũng thấy rằng là cũng cần có cái sự hỗ trợ giúp đỡ của họ thông qua các cái doanh nghiệp, thông qua các cái tổ chức nước ngoài để có thêm nguồn lực giúp đỡ cho hội hoạt động. Bên cạnh đó thì hội cũng tranh thủ được các cái nguồn dự án của UNICEF, của Chữ Thập Xanh và một số cái tổ chức nước ngoài khác để hỗ trợ về mặt dinh dưỡng, về các cái nguồn lực để tạo điều kiện cho các cháu học nghề, học văn hóa và vui chơi giải trí. Thì có thể nói trong nhiều năm qua, hội luôn đứng vững và tồn tại được là nhờ chủ yếu là nguồn lực của xã hội hóa. Đặc biệt có một cái nguồn rất quan trọng, đó là sự đóng góp của người nước ngoài. Bằng nhiều hình thức vận động, các cấp hội nạn nhân da cam cũng đã tạo mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức xã hội từ thiện, các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước để giúp đỡ nạn nhân một cách hiệu quả. Trong những năm qua, tổng số tiền vận động đạt gần 150 tỷ đồng, chi hơn 2.200 suất trợ dưỡng thường xuyên, 125 suất học bổng, hơn 93.100 suất quà, xây mới và sửa chữa 106 ngôi nhà tình thương, hỗ trợ gần 5.000 trẻ khuyết tật và trẻ em là nạn nhân dioxin, phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng cho 360 nạn nhân. Nổi bật nhất là tổ chức và duy trì tốt mô hình chăm sóc bán trú tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, trẻ em bất hạnh và Trung tâm Sông Hơi giải độc và phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam. Bởi vì các cơ quan, các hội của mình là tất cả nguồn kinh phí là vận động, kêu gọi sự xã hội giúp đỡ, hỗ trợ cho mình. Cho nên là mình có cái nguồn kinh phí để duy trì, nuôi dưỡng các em. Cho nên mình mong muốn là càng ngày có nhiều mạnh thường quân, có các nhà tài trợ, người ta ủng hộ giúp đỡ để duy trì cái trung tâm nó càng lâu dài, để được em không những cái con số mà mấy chục em, cả trăm em lên đây, nhưng mà mình ưng mong muốn rằng nhiều hơn nữa. Qua khảo sát, Đà Nẵng hiện có hơn 5.000 nạn nhân nghi nhiễm chất độc da cam, trong đó có 1.400 trẻ em. Để chăm lo tốt đời sống, từng bước phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam luôn là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thách thức đối với các cấp hội trên địa bàn thành phố. Không chỉ về nguồn lực kinh tế mà còn cả về yếu tố nhân lực cũng là bài toán đang được đặt ra. Chính vì vậy, cả cộng đồng xã hội cùng chung tay giúp đỡ nạn nhân da cam sẽ góp phần quan trọng để nâng cao hiệu quả chăm sóc những đối tượng yếu thế này.